Vâng, xin kính chào toàn thể quý vị các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube mua bán ô tô của em Lợi. Hôm nay là ngày 15 tháng 7 năm 2020. Em xin quay giới thiệu chào bán đến quý vị các bạn một chiếc xe bên em đang xả vốn, rút vốn về. Đó là chiếc Toyota Hilux sản xuất năm 2009. Xin lỗi quý vị, là Toyota Hilux sản xuất năm 2009, số sàn 2 cầu máy dầu, sử dụng động cơ 3.0, xe nhập nguyên chiếc Thái Lan. Vâng, chiếc xe này thì bên em đang bán thu hồi vốn về, nên là quý anh chị nào mà nhiệt tình liên hệ với em Lợi qua số điện thoại 0986 265 090, hoặc các bác có thể qua địa chỉ đối diện bến xe Nghĩa, quận Hà Đông, Hà Nội để được nhận cái giá ưu đãi, cái giá tốt nhất cho quý vị anh chị. Về thực chất thì chiếc xe này thì bên em khẳng định với quý anh chị là không có đâm va tai nạn biến dạng ô tô, vừa kính vừa đen, và toàn bộ là hầu như là nguyên bản, tất cả thông số kỹ thuật và pháp lý thì sang tên đầy đủ cho quý anh chị nào có nhu cầu sang tên. Bên em làm sang tên mất 1-2 hôm là xong. Và vừa rồi em vừa quay toàn thể ngoại thất cho quý anh chị xem một chiếc Toyota Hilux màu vàng cát sản xuất năm 2009, số sàn máy dầu. Và đây là toàn bộ về phần nội thất bên trong của chiếc xe. Và nội thất bên trong chiếc xe đây được trang bị ghế da, và toàn bộ các phần chỉ cánh cửa là bên em là kiểm tra và khẳng định là nguyên zin. Đây, toàn bộ trần nế là nguyên bản theo xe. Nội thất khá là đẹp. Bóng khí là nguyên zin đấy ạ. Bóng khí này gần rất chỉ là dày, và toàn bộ bóng khí hai bên nguyên bản từ đầu. Bàn thờ táp ly khá là mới và đẹp. Vâng, đây là số sàn cài cầu 2 cầu, sử dụng động cơ 3.0, điều hòa khá là mát. Đây, toàn bộ là nội thất bên trong, và các ốc cánh cửa cột là nguyên zin hết, chưa có dấu hiệu bị tháo lắp. Ốc khóa là nguyên zin. Bậc lên xuống khá là mới và đẹp. Đây là bàn đạp phanh ga này, cực kỳ đẹp. Và các cái núm chỉnh đèn quay này nguyên bản hết, không có dấu hiệu bị mòn. Các ốc tai và ốc bản lề là nguyên zin. Và toàn bộ tay mở cửa đây rất chi là mới, chưa có dấu hiệu bị sơn lại. Và các cái phần nỉ đây, cái nỉ của cái xe này, tay mở cửa này khá là mới. Đây là toàn bộ chỉ cánh cửa là chỉ zin nhé các quý vị các bạn. Chỉ zin hết toàn bộ luôn, không có dấu hiệu bị chạy lại. Và thông số kính là năm 2009 của hãng Toyota, cùng với thông số của năm sản xuất của xe. Toàn bộ các cái đường gân bậc lên xuống và cái đường gân này sơn zin hết toàn bộ. Đấy, hàng ghế sau rồi, rất chi là mới và đẹp. Toàn bộ tay mở cửa táp ly, không có dấu hiệu bị chảy xước. Vâng, đây là toàn bộ cái phần chỉ của cánh cửa là zin hết toàn bộ. Vâng, những chiếc xe bên em đang xả hàng này thì quý anh chị nào nhiệt tình qua, bên em thấy tiền là bán thôi, chứ cũng không phải là ấy, xác định là bán lỗ và thu hồi vốn về. Toàn bộ các cái nội thất về táp ly, táp lô, cần số rất chi là đẹp. Vâng, đây là cái phần gầm của chiếc xe. Về phần gầm của chiếc xe, cơ bản là chassis không có dấu hiệu bị cắt nối và sơn zin toàn bộ. Đấy, toàn bộ lốp cả khá là dày. Lốp cực kỳ dày đấy ạ, nguyên bản. Lốp rất chi là dày. Toàn bộ phần gầm phía đáy đây, toàn bộ phần gầm không có dấu hiệu bị sơn lại và khô dầu, rất chi là sạch sẽ, không có dấu hiệu bị thấm dầu. Vâng, và đây là hai cánh cửa bên phụ của chiếc xe. Toàn bộ phần chỉ của cánh cửa phía sau bên phụ này là nguyên zin. Tay mở cửa khá là mới và đẹp. Bậc lên xuống toàn bộ ốc khóa là sơn zin hết toàn bộ. Đường gân khá là mới và đẹp, nguyên bản từ đầu. Và xe cửa nhập đóng cửa rất chi là chắc chắn. Ốc khóa là nguyên zin. Tem mác của nhà máy Toyota nguyên zin hết toàn bộ.
Đây là cánh cửa bên phụ phía trước, toàn bộ phần trí đây, zin xịn sò. Thông số kính đều là kính năm sản xuất của xe Toyota, năm sản xuất 2009. Nó hơi mờ, em quay lại cho quý anh chị xem. Vâng, toàn bộ các phần chỉ cánh cửa là zin hết toàn bộ. Ốc khóa là nguyên zin. Tay mở cửa khá là mới và đẹp. Ốc tai, ốc ấy là nguyên hết toàn bộ. Táp ly bóng khí cực kỳ đẹp. Vâng, đây là cái phần lốt thùng phía sau của xe, còn thêm một cỏ lốp nữa. Toàn bộ phần lốt thùng hai bên thành này khá là đẹp, cực kỳ đẹp. Và ốc đèn ốc ấy là nguyên zin, cụm đèn zin. Đấy, toàn bộ cái bừng phía sau này nguyên bản hết từ đầu, nên là tuyệt nhiên không có dấu hiệu bị đâm va từ phía sau, khi hai đèn hậu là còn zin. Ốc khóa, ốc vặn đèn là chưa có dấu hiệu bị vặn ra. Vâng, sau đây em hướng máy quay về cái phần đầu và phần máy của chiếc xe. Về phần đầu của chiếc xe, toàn bộ là ốc đèn là zin hết toàn bộ. Vâng, đây là cụm đèn pha zin theo xe. Toàn bộ mặt ca lăng là nguyên bản, không có dấu hiệu bị đâm va. Đây là toàn bộ các phần rằng của chiếc xe đây, hầu như là nguyên bản hết, không có dấu hiệu của bả tít. Toàn bộ chỉ ốc cabo nguyên zin, chỉ zin đây ạ, chỉ zin của nhà máy, khá là đẹp đây. Vâng, với một chiếc xe mà cabo nguyên zin thì tuyệt nhiên không có dấu hiệu bị đâm va. Phần đèn, phần gầm là nguyên bản hết từ đầu. Đây là phần máy của chiếc xe, khá chỉ là ổn định đấy ạ, máy nguyên hết toàn bộ. Đây, toàn bộ phần máy thì 3.0 động cơ máy dầu đi rất chỉ là khỏe. Vâng, đây em quay tiếng động cơ lúc đang hoạt động đây, máy nổ rất chỉ là êm. Quý vị các bạn, anh chị nghe tiếng máy đây. Với máy của Toyota thì khá là bền và lành, đồ đạc thay rất chỉ là rẻ. Vâng, vừa rồi em vừa quay giới thiệu đến toàn thể quý vị anh chị một chiếc xe Toyota Hilux sản xuất năm 2009, số tự động 2 cầu máy dầu. Quý anh chị nào có nhu cầu nhanh tay liên hệ với em đợi qua số điện thoại 0986 265 090, hoặc các bác có thể qua địa chỉ đối diện bến xe Nghĩa, quận Hà Đông, Hà Nội để được xem xe và tư vấn trực tiếp. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị các bạn.